Panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. Just took the lead in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. Hello nha, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Đài Gaming. Hôm nay tiếp tục mình sẽ cùng với anh em DU Ryan Public hành trình tìm kiếm Ryan Public tiếp tục. Và trong quá trình test, bây giờ mình sẽ quay toàn bộ từ đầu đến cuối. Thì video này nó có thể là hơi nhạt, nhưng mà hy vọng là anh em có thể nhìn nhận được cái việc mà Úc Public nó sẽ khó khăn như nào. Và hy vọng là anh em luôn luôn ủng hộ mình. Bắt đầu thế nào? Test 3, mình sẽ lấy một số cục để làm mồi. Cục này còn 7, mình sẽ giữ nguyên. Test 3 đi, mình lấy cục mồi đầu tiên. 1, 2, 3. Cục thứ 2 của mình là cục lửa, tiếp tục bỏ đi. Còn 3 là 100% anh em à, được rank 1. Còn 3. Rồi, mình mồi cục test 3. Rồi, còn 4 bỏ, chuyển qua cục 3. Rồi, còn 1 luôn. Quay lại. Mất. Tiếp tục mồi cục khác. Lên. 2. 3. 4. Mồi 4 lên 5 này. Rồi, còn 5. Tiếp tục mồi cục 4. Mình chỉ quan tâm những cục đam 3 này thôi nha anh em. Những cục đam 3 là những cục cực kỳ ngon. 1. 2. 3. 4. Rồi, lên còn 4. Còn 5 rồi, lên được còn 6 không đây. Rồi, còn 6. Tiếp tục. Úp cục này lên còn 5. Rồi. Chuyển qua cục này lên còn 6. Lên 7 này. Rồi, lên còn 7. Và chúng ta sẽ úp cái cục còng 7 này, hai cục còng 7 này, đây, một cục file và một cục ớt, để có thể úp được một cái cục lên đánh 2 như vậy, thì chúng ta tiếp tục vào enter đánh úp, và cục đam 3 của mình sẽ là cục kính, ở đây mình cũng có một cục đam 3 rồi, lên, add supply, chấp nhận được, bây giờ mình sẽ phải mồi hai cái cục. Đề bài như đó này, mình một cục file và một cục ớt thì ra up supply nha anh em. 6 này bỏ đi, giờ mình lấy một cục file khác. Đây mình có một cục file khác này anh em, giờ mình thêm cục file nữa. Rồi, còn 1, chuyển lại cục ớt này. Rồi, lên 7. Mình tiếp tục thử xem một cục file và một cục ớt như lần trước, xem nó có ra được app supply không nha nhé. Nó có tỷ lệ hay không. Hy vọng là ra app supply. Đây. Đây, vẫn là app supply. Hai cục app supply nha nhé. Bây giờ mình sẽ phải úp cái cục range 2 này lên thành range 2 cộng 7. Chúng ta sẽ phải mua lại một cục range 1. Đây, mình sử dụng đẹp 3 mình mồi luôn. 1. Mình chuyển lại. Ờ, bây giờ bây giờ 2. Anh em không kích click bỏ nhé nhé, click thẳng vào Ukraine 2. Đây, 1. 2. Còn 2 là 100% nhé. Quay lại rank 1. Úp cục này lên còn 3. Lại chuyển sang cục 2. Lên, rồi, đã lên còng 3. Chuyển sang 1. Rồi, lên còng 4. Chuyển lại, lên 2. Lên 4 hay không? Rồi, lên 4. Chuyển lại 1. Chuyển 8, lên còng 5 của rank 1. Mất. Mất thì anh em sẽ phải chuyển cục khác để mồi nhé nhé.
đây mình muốn xếp cục khác. 1 mình lại chuyển sang cục rank 2. Rồi lên cộng 5, tiếp tục bỏ xuống anh 1-1. Rồi cộng 2, tiếp tục bay lên 3, cộng 6. Tất cả là mình ép chay nhé, không như video lần trước. Rồi lên cộng 6, tiếp tục chuyển sang bên 1 môi tiếp. Cái cộng 7 mới là cái quan trọng anh em ạ. Rồi lên cộng 3, cộng 3 là 100% thì nó sẽ lên mà. Đây, và cộng 7 này mới là quan trọng này nhé. Rồi lên cộng 7, tuyệt vời. Sau khi úp được hai cái cộng 7 thì mình có thể tạo public, hay còn gọi là úp lên vào đây ăn rank 3. Nhưng mà mình sẽ giữ lại, mình tiếp tục mua thêm một cục nữa, mình muốn làm khoảng 3 cục, 2 cục gì đấy. Sau đó mình úp một lần để xem có tỷ lệ ra ngon cũng như lần trước mà mình ra hai quả cục trinh này hay không. Đây, hai quả cục của mình. Tiếp tục mình quay lại rank 1 mình mua nhé. Đây, mua cục này. Rồi lấy 4, mình tiếp tục úp cái cục này của mình, chuyển sang rank 2. Đây, 1 2. Đây, đã cộng 2, chuyển là rank 1-1. Mình dùng cục cộng 4 này úp cộng 5 để mình mua. Rồi lên, quay lại rank 2 úp tiếp cục này. Đây, đã mất luôn một toi, mất một cục của mình rồi. Bây giờ mình sẽ phải làm lại một cục rank 1 khác. Mình sẽ sử dụng hệ nước đi. 1 2 3, 100%. Rồi mình chuyển sang bỏ đi, mình mồi lại cục này lên cộng 6. Rồi cộng 6, bỏ cộng 6 đi, mồi cục cộng 3 lên cộng 4. Rồi đã cộng 4, bỏ cục em nó lên cộng 7, xem có lên không. Rồi ngon, cộng 7 luôn nha nhé. Rồi để riêng nó ra, tiếp tục mua một cục khác. Rồi lên, bỏ cục này đi, ta quay lại với cục cộng 3 của mình. Cục này là cục chính và mình không hy vọng nó mất đi. Rồi cộng 5, tiếp tục bỏ cục mua lên. Rồi cộng 2, cộng 5, bây giờ mình sẽ úp em lên cộng 6. Rồi đã lên cộng 6, bỏ nó đi, lại quay lại cục 2, úp lên cộng 3, sau đó lại bỏ cục 3 úp lên cộng, bỏ lại cục đảm bảo của mình. Cứ tương tự như vậy, lần nào mình cũng vậy hết á. Rồi lên cộng 7, ngon lành canh đào luôn. Chúng ta lại có hai cục cộng 7. Bây giờ mình sẽ thử một cục đam 3 và đam 3 thì nước và một cục đẹp success rate 2 thì win, xem nó ra cái gì nhanh nhé. Sử dụng lấy úp đam 3 là cục chính và cục đẹp rate 2 win là cục phụ và chọn commissioning. Đây nó sẽ là bát sân. Một cục đam 3 và một cục đẹp play 2 sẽ ra bắt sân anh nhé. Tí nữa mình sẽ test thêm một vài lần nữa xem như thế nào. Cục play 2 của mình sẽ lên cộng 2 luôn. 1 2, mình sẽ quay lại rank 1, mình úp cục cộng 3 mình lên cộng 4. Rồi cộng 4, quay lại rank 2, úp bắt sân này của mình lên cộng 3. Ui, mất luôn anh em ơi. Tiếc thế nhỉ. Rồi, chúng ta sẽ phải làm lại từ đầu. Một cục đa ba hệ nước khác. 1 2 3, bỏ đi. Đẹp 3. Còn 5. Rồi
phòng 4. Rồi, gọi bạn lên con 6. Tiếp tục. 5. Lên 7 không đây. Rồi, lên 7. Bỏ đi. Mua một cục khác, mình sẽ mua một cục đất V2. Đây. Mình sẽ mua cục này đi. Khác thế. Mình không muốn mất cục này. Ui ôi, mất luôn cục 83 của mình. Xấu xét. Mua lại thôi nha. 2 3 phòng 3 bên này nha. Bỏ đi, mình mua tiếp cục đẹp với 2 này. Cục này có vẻ không thơm rồi. Hoặc là có người nào đang ức chung với mình rồi. 4. Anh em làm như vậy thì kiểu gì anh em cũng lên được một cục còn 7. Nên cũng không phí quá như nhé. Nếu như mà anh em đè một cục mà anh em ép miết thì đó tỷ lệ mất rất là cao. Đây, phòng 5. Tiếp cục này. Này mình có cục nào là một cục còn 7 này. Cục với 2 còn 7 này. Còn 4 rồi. Tiếp cục này lên còn 6. Này mình tách ở còng 6. Hy vọng không tách nữa. Ui lại tách còng 6. Xót thế. Tách hơi nhiều anh em ạ. Anh em thấy không? Mình việc úp ra đây ăn cực kỳ khó. Đó như bộ luôn. Rồi 5. Đấy không. Rồi, lên 5. Lên 6. Trả nhẹ cục này lên 6, cục này không lên 6. Rồi, lấy cục này lên 7, mình sẽ cho cục này lên 7 luôn. Rồi, em này đã lên 7. Bây giờ mình chuyển sang cục này, hy vọng là lên 7 đi. Ui, mất. Đó không theo được anh em ơi. Bây giờ mình đã hết run và bây giờ mình sẽ phải quay lại. Mình về mình lấy thêm run. Đây, có hồng đâu. Run đâu. Mình sẽ sử dụng thêm run. Và để chuyển hồng đâu chúng ta sẽ phải đợi 27 giây nhé em, 30 giây. Đây, mình sẽ phải lấy thêm room, thì lên một room. Rồi, mình sẽ bỏ em một room vào đây, cho nó gọn. Ok, vừa rồi là mình đã đi lấy thêm room để ép tiếp. Sau khi một cơ hội tách rất là nhiều. Đây một cộng 7 này. Mình có 2 cục cộng 7 này. Mình úp hẳn. Bây giờ mình sẽ sử dụng tiếp cục 83 của mình. 1 3. Mình lại lấy một cục khác mình mồi. Rồi 4. Năm. Sáu.
Rồi em ơi, cho nó lên 7 đi mà, để mình test xem nó có ra được up supply này không, hay là button như vậy. Vừa nãy mình có một cục button nhưng mà đã bị ép tạch vòng 4. Rồi, mình sẽ up tiếp một cục vòng 1 ra để vòng khá đi. Rồi, sau đó mình mua lại cái cục vòng 6 cũng như vòng 7. Ui, mất luôn. Wow, có vẻ ngày hôm nay không phải là ngày may mắn của mình. À, đây mình còn một cục 83 nữa. Tiếp tục chơi luôn. 1, 2, 3. Đây, 4 lên 5 đi. Mất. Khá là khó đấy anh em ơi. Lên. Rồi, 4, 3, rồi 5, rồi lên 4, rồi 6, lên 5, lên 7 không? Rồi lên 7. Sau khi lên 7 mình lại đánh úp, mình thử xem đánh 3 của bóng tối và cái win ở đâu, cái bóng tối luôn, nhưng mà là đem xem V2 xem nó có ra button không nhé. Button mình sẽ lấy cục đam 3 cục chính và cục đem V2 là cục phụ. Đây không hề ra, có thể là mình phải dùng một cái đam 3 và cái thứ hai khác hệ. Bây giờ mình sẽ úp V2 của em có lên. 1, 2. Rồi chúng ta sẽ dùng một cục khác để mồi. 6. Tạch rồi. Lên. Lên 3. Chuyển sang lên 1. Còn 4. Chuyển sang lên 2 úp tiếp. Rồi vòng 4 là chuyển sang vòng 1. Lên 5. Lên rồi, lên rồi. Cục này có thể lên 5 không? Rồi lên 5. Chuyển sang vòng 1. Lên 6. Ok, là lên 6. Lên 6 rồi nhé. Lên 6. Ăn theo đi mà. Rồi lên thôi. 1. Yeah, lên 7. Mình đang sở cục này của mình tách đây. Rồi, lên 7. Như vậy là mình có cục thứ 3 lên 7. Bây giờ mình úp tiếp hai cục này. Mình sẽ đánh úp lên. À, cục này mới cộng không? Đây. Rồi, mình đánh úp. Áp chút sell. Mình úp đánh 2 tiếp. 1, 2. Chúng ta lại chuyển sang anh 1. Mình phải úp cục này lên đánh 2 cộng 7 nhé nhé. Rồi, 2. Mình xem nó có thể ăn tay được không? 3. Rồi, vòng 3. Tiếp tục nào. Rồi, lên 4. Ui, tạch mất rồi anh em ạ. Ok, bây giờ mình liều. Mình sẽ úp rank một cục này lên một phát. Sau đó mình sẽ úp luôn Radian rank 3. Mình sẽ sử dụng cục đám 3 file này và cục đám 2 này là cục phụ. 1, 2. Cục đi không? Nó cái gì đây?
Yeah, Putnik. Oh yeah. Như vậy là chúng ta đã vừa làm ra Putnik sau một hồi vật lộn. Wow. Trên đây là quá trình mình úp Putnik ở cái video thứ hai. Hy vọng là video này có thể giúp ích được ít nhiều cho anh em trong cái quá trình úp Radian ở server Realmo. Hy vọng là sẽ có thể gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Và anh em đừng quên để lại comment ở những thắc mắc ở dưới, và mình sẽ làm video tiếp theo và giải thích các cái thắc mắc đó của anh em. Bye bye và hẹn gặp lại anh em.